take a deep breath. Oh, no, honey, not that one. Not red enough. Oh, yes, that one. I don't know if I told y'all this, but my husband, he likes my toenails red. The redder the better. Does he really? Yes, he does. But that's really, really red, don't you think? I know. Okay, I'm gonna tell y'all something, and this is just between us girls. So when me and my husband are in bed, you know, doing the do, he can never take his eyes off my feet. You're kidding, right? No, I'm not. I even once confronted him about it. I said, sweetie, why is it when we're making love that you don't look at me? Why are you always looking at my feet? And you know what he said? What? He said he just couldn't help himself. He said that staring at my toes was like staring at some of the most beautiful things in life. Oh! Isn't that sweet? So from then on, child, I get me a pedicure every week, and I always paint my toenails red, because the redder they are, the wilder he gets. Bà ngu quá chị ơi. Em nói gì vậy? Ông chồng ông nói xạo với bà mà bà không biết. Ông nói xạo sao chị? Trời, mày nhìn mặt quá kìa. Xấu như quỷ vậy. Tao mà là chồng của bà mà tao phải ngủ với bà, trời, tao chẳng thà tao nhìn cái chân còn hơn tao nhìn mặt của bà nữa. Wait a minute now, I know they're not talking about us. What are they talking about us? I don't think so. They always talk Vietnamese amongst themselves. They've been doing it as long as I've been coming here. Yeah, it's true. I never know what the hell they're saying, but for a $15 pedicure, who cares? Mm-hmm. Ê! Mấy chị nghĩ bà chủ có muốn cô đó không? Thấy nó lù đù lờ đờ làm sao á? Xếp máy mà chị bích chị mướn. Mày làm móng tay được bao nhiêu lâu rồi? Dạ chưa, em mới có bằng. Lão Sơn thử một móng cho tao đi. Biết làm bột không? Airbrush. Pedicure. Biết nói không? Dạ biết. Nghe rõ nè. Ở đây á, mày làm được bao nhiêu á thì tao lấy 40%, kể cả tiền tip. Có nghĩa là mày càng có nhiều khách thì mày càng có nhiều tiền bỏ túi. Mày có đồng ý không? Sao? Nói gì? Dạ được. Mày muốn làm cho tao á thì phải theo tao hai cái quy tắc. Thứ nhất là phải sạch sẽ. Mấy cái đồ dùng này nè làm xong á phải sát trùng, không được ngoại lệ nha. Thứ hai á thì mày phải đối xử với khách như là bạn trai của mày vậy đó. Lúc nào cũng phải ngọt ngào với họ, dù họ là cái thứ cà chớn. Mày nghĩ mày có làm được không? Dạ được. Vậy chị mướn em hả chị? Tao chưa biết. Thấy mày sao á? Ê, khoan đã. Chừng nào mày mới làm việc được? Đây là bàn của mày, nhớ giữ gìn cho ngăn nắp đó nha. Còn đây là Hồng,
Chào chị. Linh. Chị Quyên. Chào em. Còn đây là Tâm. Nè, mấy chị mà đừng có dạy hư cho nó nữa nha. Còn mày đỡ gì nữa, đi làm chuyện cho tao đi. Vài trăm đô bằng neo ta có, ta cả sáng tối mình sống lai rai. Neo neo neo, bàn tay ta phải khéo. Neo neo neo, nghề neo đâu có bèo. Neo neo neo, tiền vô đầy ngăn kéo. Neo 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 neo, chắc chắn sẽ không nghèo. Neo neo neo, bàn tay ta phải khéo. Neo neo neo, nghề neo đâu có bèo. Sao mà tôi mong đến ngày cuối tuần này quá à. Nè, mấy chị, mấy chị có nhớ cái thằng đẹp trai mà tôi gặp ngoài chợ không? Nó rủ tôi đi chơi. Nè, nó có trẻ quá không? Em nói với chị á, nó mới có 22 tuổi mà. Rồi sao? Nó không màng thì tôi cũng không. Nè, mấy em ơi, nếu mà ông xã chị mà ông biết mà chị đi gặp trẻ nó chắc ông ghen lắm. Nhưng mà cuối tuần này á, chị đi sòng bài thôi. Chị còn đi nữa hả? Em ngạc nhiên là ông chưa có ly dị chị. Chị cũng nghĩ như vậy đó, nhưng mà chị thích đi đánh bài. Còn em sao? Ông xã không dẫn đi Palm Spring cuối tuần này. Đi Palm Spring làm cái gì? Ta chưa biết nữa. Nhưng mà tao đoán được. Tối hôm qua tao thấy ông đi CVS, xong tối ông cầm về hộp áo mưa. Còn mày? Em và mấy đứa bạn sẽ đi nhảy đầm ở Tiger Heat đến sáng luôn. Sao? Tụi mày cái dự định uống? Thuốc lắc. Thì dĩ nhiên rồi. Thuốc lắc? Thuốc lắc là cái gì? Nè, nếu bà mà chưa biết á thì bà đừng nên biết. Thôi khỏi biết luôn. Còn mày sao Tâm? Tâm! Hả? Cuối tuần này mày định làm gì? Em phải đi thăm ba em. Còn má em đâu? Má em mất hồi năm ngoái. Có anh em gì không? Dạ không, chỉ mình em. Thế em có bồ chưa? Dạ, chuyện tình yêu em không được nhiều may mắn. Thiệt hả? Vậy đi chơi cho có bạn không được à? Em thấy mất công quá. Làm gì đâu mất công. Thì mình làm bạn đi chơi cho vui thôi. Nè, nếu mà em muốn đó, chị giới thiệu cho anh chàng trai này. Đẹp trai lắm mà dễ thương nữa. Can I have you? Like to get my nails done. What? I'd like to get my nails done, please. Where? Excuse me? Hands? Feet? Above? No, my hands. Oh, manicure. No problem. Then we'll take care of you. What would you like? French, hot oil, acrylics, silk wraps? I don't know. It's my first time here, so I don't know. Is there any specific designs you want me to paint on your nails? Apply jewels and make them sparkle? No. Just want to get these stains removed. I'm a mechanic. Yes, I've noticed. I scrub my hands every day, but I can't seem to remove all the oil stains. Why don't you just wear gloves at work? Because gloves are for wimps. Think you can help me get these clean?
I'll see what I can do. Heavy duty nail bleaching solution. Yeah. Let him soak for 15 minutes. Couldn't we do something, you know, different? Mẹ đang làm gì? Thì đang chơi cho vui. Không phải hồi nãy chị nói em làm gì sao? That's it? There you go. Keep the change. Con sắp thành mấy tuổi hả Tâm? 5 tuổi. 5. 5 tuổi là lớn rồi con nghe không? Con cứ ôm mẹ như hoài như vậy, ba la hoài là phải rồi. Con hứa nha, bắt đầu ngày mai là con khỏi ôm mẹ nữa nha. Dạ. Ôm cho đã đi, ba về hết ôm nhé. Dạ. Thank you.
Baby, is that you? Yes. Hi. Hi. Are you hungry? No. Gonna be working late all week? Most likely. What about this weekend? Wanna go to the beach for a couple of hours? Can't. I got too much paperwork to do. Can't I? You know why. Remind me. Your hands are filthy. For God's sake, Brennan, turn off the light. Look, come here. I want to show you something. Wow. I don't remember the last time I saw your hands this clean. How'd you get all that gunk off? I wear gloves at work. Hmm. Good. You should keep doing that. Oh, good night. Honey? Hmm. You know we haven't done it for a while. Mm-hmm. I've been keeping track. It's been almost 10 months. Really? Mm-hmm. You always stopped me before because of my hands. But now I finally did something about it. So I was thinking tonight maybe we could, No, Brendan, no. Go to sleep. I'm so tired. Bê con đây. Không cười vô đi. Tao không muốn người bê vô nhà nha. Ba có khỏe không? Khỏe. Có chuyện vui gì mới không ba? Hỏi gì kì vậy? Tao bị giam xe này cả ngày. Sao có gì vui được chứ? Trời hôm nay đẹp ghê ba. Ba có muốn anh đẩy ba ra công viên cho thoải mái chút xíu không? Không, ta không muốn đi đâu hết. Ba biết không, con có bằng làm móng tay rồi. Ba bắt đầu làm việc cho một tiệm nail. Con thích lắm. Đạo diễn má mày. Cực khổ mắc mày với Mỹ. Muốn mày thành bác sĩ, luật sư, giáo sư đại học, có bằng có cấp cho người ta, như đâu cũng muốn mày thành con thợ giữa móng tay. Hình như tôi đã gặp hai cô ở đâu rồi. Đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Thank you.
mạnh quá vậy? Xin lỗi ba. Đi ra công viên à? Đi đi. Thả không sao đâu. Vậy con sẽ gặp ba cuối tuần tới nha. Everything's more expensive these days, right? Gas, groceries, people are struggling. So my husband has a talk with me the other day. He says I need to cut back on expenses. He's a man. He doesn't know women's nails are non-negotiable. So I'm not really supposed to be here. He finds out I'm in the doghouse big time. But it's worth the risk, right? Em thấy chị ngáp cả ngày đó nha. Tự vì tối hôm qua tới giờ chị ngủ không được. Sao vậy? Tại vì chị với ông xã. Thôi tôi biết rồi, đừng nói nữa. Ủa, hai anh chị còn sức khỏe làm chuyện đó à? Bộ em tưởng đâu anh chị già lắm sao không còn làm chuyện đó. Vẫn còn làm dai dai. Xin lỗi chị, em không có ý vậy. Chứ ý em sao? Em thì cứ nghĩ là anh chị lâu lâu mới làm được chuyện đó thôi. Nè, chị kể cho em nghe nha. Chị với anh đã lấy nhau 36 năm rồi. Chiến tranh mất hết tài sản, anh với chị đi vượt biên. Em biết cái cảnh đi vượt biên, mưa gió bão bùng, sự chết chóc chưa có quên. Tới đảo, sống trong cái cảnh chung chạ, dơ dái bẩn thỉu trong một năm trời. Rồi đi qua Mỹ, sống trong một cái nhà đó, 4 gia đình luôn. Siêu bồ siêu bộn chưa dứt, anh chị còn phải đi làm nữa chứ. Đi làm từ sáng đến chiều về, mệt nhọc lắm. Nhưng dù cực khổ, dù mệt nhọc, nhưng mà ảnh chưa có quên nha. Làm cái chuyện vợ chồng với chị, ít nhất á, một tuần lễ em biết nhiêu không? 4 lần, cho tới ngày hôm nay luôn. Ôi trời ơi. Hello again. Please. If you don't mind, I'll wait for her. There you go. Gorgeous, like always. That's okay. This one's on me. Are you sure, sweetheart? Thank you. I'll see you next time. I know. I should have worn gloves. Wondering if I should ask you your name or not. It's them. Them? What does it mean? It means center. Center. By itself, them doesn't mean much, but combined with my middle name, Man, which means strong, Man them then means strong inner strength. Do you have strong inner strength? Well, it's still a very nice name. I'm Brendan. And in case you're wondering what my name means, Brendan comes from Brenin, which is prince in Welsh.
But as you can tell, I'm no prince. I'm just a auto mechanic with greasy hands. I'm sorry to put you through all this trouble. Believe me, I'd rather not be here. Then why are you here? Because I'm trying to save my marriage. How can this save your marriage? I don't know if it will. But I know I have to do something. You see, over the year, my wife and I have grown more and more distant. Why? I don't know why. But every time I try to get close to her, to touch her, she doesn't let me. She says it's because of my greasy hands. So that's why I'm here. There you go. Great. Thanks. And also, here, in case you have any car trouble. Are you working tomorrow? Yes. Tâm, em nhớ đừng quên tối hôm nay nhé. Con nhớ nha, cái xã hội này, người ta gặp mình đã là người ta muốn bắt tay. Cho nên cái bàn tay của mình nó phải rất là sạch, đẹp đẽ. Nếu không á, người ta đánh giá mình. Con nghe không? Dạ. Giỏi. Nè, má xong rồi. Con coi, đẹp không? Sạch hả? Ừ. Thôi, ba con về rồi. Thôi, ba con về rồi. Tâm, tao nói mày bao nhiêu lần rồi, không được làm vậy nữa. Thả má mày ra. Rồi đây. Thừa quá. Có phải anh là anh Kỳ không? Em là Tâm. Cảm ơn anh. Anh có họ hàng gì với chị Quyên? Anh là cháu của cậu. Anh làm nghề gì? Anh là kỹ sư điện tử. Do you like it? I'm good at my job. Should we order something to eat? Oh, yeah. Is something wrong? When my aunt told me that you were beautiful, I believed her. But now that I see you in person, you're much more beautiful than I ever imagined.
Thank you. Where did you park? Over here. You? That way. Thanks for a really nice dinner. You're welcome. Can I call you? Sure. Good night. Good night. Hey. Oh, what time is it? 12:30? It's kind of late. This place is a mess, Brandon. Would it really hurt you to clean up after yourself sometimes? Pristine. Brandon, I gotta finish this. Brandon, stop it! I gotta finish this, all right? I was, stop it! Brandon! No, stop it! Going to bed. Sorry. Tâm, em thấy cháu chị như thế nào? Em thấy anh tốt lắm. Dĩ nhiên rồi. Như vậy là em có dự định đi chơi với Kỳ một lần nữa không? Để em coi. Được. Has this helped? Huh? Has this helped your marriage? I'm sorry, I talk too much. Are you all right? My wife, she doesn't love me anymore. I was always afraid that she was too good for me. What makes you think that? When I asked my wife to marry me, her parents didn't approve. They wanted her to marry someone who was successful and educated. And to them, I definitely didn't fit the bill. But your wife still married you because she loved you, right? Yeah. But I was always worried that someday she'd be bored with me. And now, 8 years later, it's really happening. Any children? No. My wife wants to focus on her career. Why are you stopping? You obviously don't need to do this anymore. No, don't. Don't stop. I'll do anything to get my wife to love me again. But I don't know what else to do besides this. I'm not an expert or anything, but perhaps there's a few things you can try. Like what? Tell me, please.
start with a small gesture. These just came in for you. Sao bữa nay ông vui quá vậy ta? Sao kỳ vậy ha? Chắc là ông đang mong đợi ai. Thì là tôi chứ ai. Coi nè. Hey handsome. Hi. I know you went for fun. But how about let me take care of your hand today. I'm known around here for giving good massage. Thanks, but I think I'll wait for Tom. Okay. I'm gonna be there. Thank you. You're welcome. I knew you were coming. Well? It's working. Really? Mm-hmm. She's responding. Good. So what do I do next? Next, you should talk to her. Mm-hmm. You do talk to your wife, don't you? When did you come home? About an hour ago.
back to bed. I'm gonna be up for a while. How was your day? How was your day? My day was stressful. Sorry to hear that. What are you doing? You seem tense. I thought I'd give you a back rub. That was good. So work's been really hectic? We thought we had this merger deal locked up, and then at the last minute, the other company refused to sign. Apparently they didn't like some of the details of the contract, so now my butt's on the line, and if I don't have these things fixed first thing by tomorrow morning, then the deal is off and my career is over. You know what I think? What? I think you're really good at what you do. I mean that. You're one of the best corporate lawyers in town, if not the best. And I have no doubt you're gonna straighten this whole thing out. Thanks. All right. Good night. Don't stay up too late. Kỳ gì cơ? Sao em để nó bám vào người em như vậy? Em nghĩ là nó bất bình thường hay sao? Tôi xin anh đừng có khó với con quá. Từ từ nó lớn thì nó sẽ bỏ thôi. Từ nó lớn, sao em biết được chứ? Phần sau nó vô mẫu giáo rồi đó. Lỡ mà nó ôm cô giáo như nó ôm em thì sao? Hả? Hay là tệ nên lỡ mà nó ôm mấy đứa học sinh khác thì sao hả? Cả trường thì nghĩ là nó bất bình thường đó em. Tụi mình phải lo chấm dứt cái tật xấu này ngay lập tức á. Nào cần nó chiều nó. Sao nóng quá vậy? Sao nóng quá vậy? Xin lỗi ta. Sao mày lo nghĩ cái gì vậy? Con đang nghĩ về ba với má. Ồ, mày nhớ má hả? Dạ. Tao chắc là mày đang ước mong lần con má mày đi với mày thay vì là tao phải không? Sao ba nói gì vậy? Thì tại vì mày luôn luôn gần gũi với má mày hơn tao nhiều. Với lại tao biết là mày oán tao tại vì mày nghĩ là tao giết má mày. Ba, điều xảy ra cho mẹ là tai nạn thôi mà. Thôi, mày cứ việc oán trách tao đi. Không có ngày nào mà tao không ước mong là có má mày ngồi đây với mày thay vì tao. Tao bây giờ không còn là gì hết ngoài một cái gánh nặng cho mày. Ba đâu phải tao gánh nặng đâu. Thì mày không nói người ta cũng phải được biết chứ. Nhưng mày đừng có lo nha. Chỉ một ít lâu nữa thôi ta đi gặp má mày rồi. Ngày đó nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Ooh. Hi. You alright? I'm fine. So, tell me, how are things between you and your wife? Great. We're making progress. Talking to her has really helped. Good. So what do I do next? Next, you should try to be creative. Ê, hai người nói thì thầm gì vậy? Mày không biết hả? Thì thầm là ngôn ngữ của những cặp tình nhân. Like it? Thank you. Welcome. This is Sandy. Now? All right, I'll get the details right now. Con muốn ra chưa? Con phải hứa với bà là con không bao giờ bám má vậy nữa nha. Thiệt không đó? Ừ, ra đi. Mẹ. Thiệt là quá đáng. Thôi đủ rồi. Đồ gì hết á. Tối nay mày ngủ trong này luôn á nha. Cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ. Không ôm gì hết trơn á. Cháu sẽ gặp bác tuần sau nhé. Đây, tờ thư của bác. Tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không ạ? À?
cách nhìn đời của bác đó thì rất là bi quan. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bác thay đổi cái thái độ này. Tôi đã cho bác to thuốc rồi. Cô về nhà ráng nhắc bác uống thuốc đều đặn nha. Thuốc gì vậy bác sĩ? Thuốc chống trầm cảm thôi. Nhưng mà thuốc thì chưa có đủ đâu. Cái điều quan trọng nhất đó là bác rất cần cái sự hỗ trợ tinh thần của những người trong gia đình. Ở nhà đó, ráng nói chuyện với bác thật là nhiều. Và nhất là đó, lắng nghe bác nhiều hơn nha. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Con phải trở lại chỗ làm bây giờ. Anh nhớ uống thuốc 2 lần mỗi ngày nha. Tao uống thuốc vậy hết. Đây là lời bác sĩ đã dặn. Bà làm điều này cho con được không? Lần tới có nhảy thăm ba, mình làm cái gì đó cho thật vui nha. Em về sớm hôm nay được không chị? Má buồn, cái thằng sửa xe không tới mà. Nó không tới thì thôi, mắc mới phải buồn. Xứ Mỹ này mà, chứ trai và đàn ông tha hồ mà lựa chọn. It's a nice place. Thanks. You have any roommates? No, I live alone. Do your coworkers know that I'm here? It's better this way. So tell me, where did you and your wife leave off? Well, I gave her a necklace. Did she like it? Mm-hmm. And then? And then we started kissing. And then what happened? After that, we were about to... when she got a call from work. So? So, I stopped so she could work. What? You don't think I should have stopped? Anyways, thank you. You've been a great help. Without you, I know I wouldn't have gotten this far with my wife. Don't thank me yet. We're not done. You're not? Do you trust me?
You should trust me. I trust you. Where are you going? Take your clothes off and put this on. You said you trust me. Come with me. I was taking a bath, gonna get my wife to love me again. You'll see. You're just gonna stand there and watch? No. I'll be sitting right here. Are you serious? I've seen naked men before. Come on. The water's getting cold. Nice, huh? Mm-hmm. Let me wash your hair. Done this before, haven't you? Is that your way of asking me if I have a boyfriend? Well, do you? The only man in my life right now is my father. Every week I visit him, where I clean his place, cook for him, and give him a bath. What happened to him? My father was a very strict man, not just to me growing up, but also to himself. When he and my mother brought me to this country, they had nothing. He worked very hard as a gardener to support our family. Pay wasn't great, but he was very frugal. Every dime he made, he gave to my mother to put away. Growing up, I remember the only thing he ever wanted for himself was a convertible. But he always talked himself out of buying one. Then last year, on his 55th birthday, he finally gave in and went out and got himself one. It was a beautiful white Mustang. He looked like a kid when he brought it home. That night, he took my mother out to celebrate. They went to a nice restaurant, and afterward, he took her dancing. When she got tired, took her home. And on their way back, a large truck ran a red light and drove into my father's car. My mother died on the spot. My dad, he survived, but almost every bone in his body was broken. When he came home from the hospital, he was never the same. Now he still blames himself for my mother's death. And he's bitter because he has to depend on me. I don't know what to do.
I can't seem to cheer him up. But I feel guilty if I don't try. Sometimes I wish we couldn't feel guilt. A lot of things would be simpler. If we didn't feel guilt, we'd all leave each other. We'd think of no one but ourselves. As for me, I feel guilty about what we're doing right now. Is it because you think you're cheating on your wife? But I'm also curious as to why you're doing this for me. Same time tomorrow? What's gotten into you these days? I love you. Làm sao chị biết nếu chị đi quá trớn với một người bạn? Ý mày là sao? Hôm qua em có một người bạn qua chơi. Mình hút cần, nói chuyện nhiều lắm á. Và mấy cái gì anh ấy nói á đều buồn cười á. Mày mà hút cần vô, chuyện như chẳng buồn cười. Chắc vậy. Sau khi đó thì em và ảnh vào phòng ngủ tình tứ với nhau. Thì có sao đâu. Em không muốn mất người bạn à. Sau khi chuyện đó xảy ra, em sợ ảnh nghĩ em là bạn gái của ảnh. Hơn nữa, em sợ anh nghĩ em là con gái mất nét. Ủa, vậy tụi bay làm cái gì? Tụi bay có hôn hít nhau không? Dạ. Có rò mó gì không? Dạ. Vậy thì mày giả từ cái tình bạn của mày đi. Họ sẽ không bao giờ xem em như là một người bạn xưa nữa đâu. Em phải đi về, gặp các chị hôm mai nha. Ê, cái con nhỏ đó có chuyện gì rồi á? Thank you.
How's work? Great. The merger deal was a success. I got promoted. I knew you would. This is delicious. Thanks. I'm so lucky to have you. Hey, you wanna go to the beach this weekend? I can leave work early tomorrow and stop by the mall and grab a new suit. Brendan? 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 Hmm? Something wrong? No, I'm just, not that hungry. Go to bed.
phải cô tên Tâm không? Hay bà, buổi chiều dạ phố thật đẹp, nhẹ nhàng tiếng hát giật diều, diều những đôi nhân tình mê say trong lời ca. Chuyện tình nhẹ rớt vào hồn, thầm thì người nói thật nhỏ, lời nói như mật ngọt. Em yêu anh từ lâu, vì còn lời nào yêu dấu hơn, vì còn lời nào xếp chuyện đó hả? Cảm ơn anh. Bán nhà hay lắm. Anh không nghĩ là sẽ có cơ hội để gặp lại em nữa. Cho phép anh. Called you earlier. I didn't think you'd answer. Why do you like me? Why? You're a really good guy. But I'm not this nice girl that you think I am. I'm just broken. I don't think we should see each other anymore. I have to go. I'm sorry. Forgive me. For what? For being so distant to you all those times. I always wondered what I did to deserve that. It wasn't anything that you did. It was what we didn't do together. We're just so different. When we got married, even though we were so young, I thought if we loved each other, that would be enough. Maybe it wasn't. We stopped talking. We stopped relating to each other, and we just drifted apart. And I just ignored everything that was wrong with us. Until you did something about it. You made me remember why I fell in love with you to begin with. Starting to think that if we love each other, then maybe that is enough. Am I wrong?
nhìn đẹp trai quá. Con biết hôm nay là ngày giỗ đầu tiên của mẹ, dĩ nhiên là mình buồn. Mà bữa nay cũng là ngày sinh nhật của ba, vậy chúng ta cũng nên ăn mừng nha. Chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn con. Ba ước cái gì vậy? Tôi không muốn biết hả? Ba ước là sau tối nay con đừng bao giờ tới đây nữa. Cái gì? Ba rất biết ơn những gì con đã làm cho ba. Nhưng bây giờ trời đi, ba muốn sống một mình. Ba nói thật đó, ba có thể tự lực, tự chăm sóc lấy mình. Con không có phải chăm sóc ba nữa. Sao ba có thể nói như vậy? Vậy là mấy viên thuốc mà trợ giúp tinh thần không? Ba đã làm gì? Bộ mày lo cho tao là tao uống hết nguyên ống thuốc đó hả? Thì tao uống hết rồi đó. Nhưng mà tao không cầm được, tao ói nó ra hết rồi. Để cái đụng ta. Để cái đụng ta. Tôi bảo em đụng ta. Để đụng ta. Tao không phải là má mày, mày không phải. Tao cần mày phải giam vào thân ta. Tao biết là mày ghét ta. Ghét ta tại vì tao sự tệ với mày từ khi mày còn nhỏ. Đi đi. Mày đi đi. Mày đi đi. Đi đi. Đi. Để tao tiếp tục một mình tao nha. Tao không cần mày đâu. Mày đi đi. 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 Ba.
sinh ra. Con chỉ còn 3 điều thôi. Ba để cho con giúp ba đi. Xin ba để cho con giúp ba đi. It's me. I know it's late, but you can come over if you want. Anh sẽ làm như em nói không? Nằm xuống đây. Nằm em đi.
sometimes you're not here. She calling sick this morning. Oh.